Nice to meet you. My name is Chang. What's your name? Good. How old are you? That's good. Okay. Miss Chang rất vui được gặp lại các con. Và hôm nay thì Miss Chang sẽ lại cùng các con tiếp tục. Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung học của chương trình Show and Tell 2, Unit 4, What Happens When It's Windy, Lesson 5. Rồi, và trước khi mà chúng ta vào bài học thì như mọi khi chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem nội dung học ngày hôm nay của chúng ta là gì nhé. Ok, so now let's go. Rồi, đầu tiên là các con có thể hỏi và trả lời được về thời tiết theo mẫu câu What's the weather like today? It's sunny, it's rainy, it's windy, it's snowy, it's hot, and it's cold. Và các con có thể gì đây? Nói được tên các nhân vật trong truyện và các cái từ vựng ở trong truyện nữa. Rồi, các con có thể nghe và nhắc lại, nhận biết và nói được về trạng thái của mình theo mẫu câu I'm wet hoặc là I'm not wet. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào bài nào. What's the weather like today? Good job. It's sunny. It's sunny. What's the weather like today? Good job. Okay. It's rainy. It's rainy. That's good. Okay. And then next, what's the weather like today? It's snowy. Good job. Okay. It's snowy. It's snowy. Good job. And the next one. What's the weather like today? Good. Okay. It's windy. It's windy. What's the weather like today? Whew. It's hot. Good job. It's hot. What's the weather like today? It's cold. Good. It's cold. That is very nice. Okay, and look. Who is this? Yep, Benny. Good job. You say, this is Benny. This is Benny. Who is this? This is Brickley. Yes, good job. This is Brickley. That's nice. Who's this? Good, okay. This is Fifi. This is Fifi. That is good. And look, what picture is this? Yeah, it's warm. It's warm. Good job. What picture is this? It's cloudy. Good job. It's cloudy. It's cloudy. That's nice. Okay. How's this? Yeah. It's wet. It's wet. And this one? It's dry. Very good. It's dry. That's good. Okay. What are they? Yes, that is boots, but they are two boots. So you try. They are two boots. They are two boots. Good. Okay. And the last one. Yes, I stop it. Stop it. Good job. Rồi, ok, như vậy là chúng ta đã ôn tập xong rồi đúng không nhỉ? Bây giờ thì các bạn nếu như chúng ta muốn mô tả về trạng thái cảm xúc của bản thân này hoặc là chúng ta muốn mô tả về tình trạng của bản thân mình thì chúng ta sẽ mô tả như thế nào nhỉ? Cô sẽ lấy ví dụ với từ wet của chúng mình nhé. Chúng ta sẽ cùng xem bức tranh này. Chúng ta thấy bạn nhỏ trong bức tranh của chúng ta thì đang gì đấy? Đang bị ướt hết cả người bởi vì bạn ấy đứng dưới trời mưa đúng không nhỉ? Bạn ấy đứng dưới trời mưa và không có gì che chắn cả và bạn ấy bị ướt hết cả người. Và nếu như bạn ấy muốn nói là bạn ấy bị ướt thì bạn ấy sẽ nói như thế nào? I'm. Và chúng ta sẽ thêm
cái từ mô tả về sự ướt mà chúng ta đã được học đúng không nhỉ? You say I'm wet. I'm wet. I'm wet. Good, ok. Như vậy là chúng ta sẽ nói I'm, rồi sau đó sẽ đến tính từ mà chúng ta muốn nói đến đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ sử dụng đến tính từ mà chúng ta dùng muốn dùng để mô tả cái trạng thái của bản thân. Ok, look. Ngược lại, ở trong bức tranh này thì bạn nhỏ của chúng ta đã có một cái ô để che rồi. Và bạn ấy thì không bị ướt. À, và nếu như bạn ấy không bị ướt thì bạn ấy sẽ nói I'm not. I'm not. Và theo sau đó sẽ là tính từ mà chúng ta sử dụng để mô tả về trạng thái của bản thân nhé. That is, I'm not wet. I'm not wet. I'm not wet. À, như vậy có nghĩa là I'm wet có nghĩa là tớ bị ướt. Còn I'm not wet có nghĩa là tớ không bị ướt. À, that is good. Như vậy thì chúng ta có thể sử dụng với cách nói ngược lại. Tức là ví dụ như bạn gái của chúng ta là không bị ướt. Vậy bạn ấy không ướt có nghĩa là người bạn ấy khô, đúng không nhỉ? Bạn ấy có thể nói là I'm not wet, I'm dry. Là bạn ấy khô ráo, bạn ấy không hề bị ướt. Còn bạn trai bởi vì bạn ấy bị ướt nên bạn ấy sẽ nói là bạn ấy không hề khô ráo. Bạn ấy sẽ nói là I'm not dry. I'm not dry. That's it. Okay, good. And now chúng ta sẽ cùng thử thực hành với một bức tranh khác xem nhé. Ooh, look at two picture with the girl. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử nói nhé. Chúng ta sẽ nhìn bạn gái ở đây và bạn ấy sẽ nói như thế nào về trạng thái của mình nhỉ? Good job. She say, I'm cold. I'm cold. Good. Okay, that is I'm cold. À, I'm cold. À, và ngược lại với bạn nữ, với ngược lại thì bạn gái ở bên này so với bạn gái bên này thì bạn ấy có bị lạnh không nhỉ? Không, vậy thì bạn ấy sẽ nói I'm not cold. I'm not cold. Good. I'm not cold. Yes, very good. Và chúng ta cũng có thể thấy là nếu như bạn ấy không lạnh mà bạn ấy lại đang đổ mồ hôi rất nhiều, vậy thì bạn ấy hot, yes. Và nếu như bạn ấy muốn nói là bạn ấy bị nóng thì bạn ấy sẽ nói là good job, ok. I'm hot. I'm hot. I'm hot. Good, ok. Và ngược lại, bởi vì bạn nữ này bên này rất là lạnh nên bạn ấy sẽ nói là bạn ấy không gì nhỉ? Bạn ấy sẽ không giống như bạn bên này. Nếu vậy thì bạn ấy sẽ không không nóng. Yes, very good. I'm not hot. Yes, good job. I'm not hot. I'm not hot. That is very good job. Okay, I'm not hot. Ok, như vậy là chúng ta đã biết cách để nói về tình trạng thái của bản thân mình đúng không nhỉ? Nếu như chúng ta muốn nói là chúng ta có bị như thế nào đó thì chúng ta sẽ nói là am và cộng với lại từ mà chúng ta muốn mô tả về trạng thái của bản thân. Còn đối với nếu như chúng ta không bị như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cách nói là am not. Và sau đó là chúng ta sẽ nói đến tình trạng, cái sử dụng đến cái tính từ mà chúng ta muốn mô tả về tình trạng của bản thân đó. Tôi bị lạnh hoặc tôi không bị lạnh. Tôi ấm hoặc là tôi không ấm mà tôi đang rất lạnh chẳng hạn. Ok, that's it. So, it's also the end for this lesson. À, bây giờ thì cũng đã hết nội dung bài học rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với lại cô Trang, chúng ta sẽ tổng kết lại nội dung bài học ngày hôm nay nhé. How can you ask and answer about the weather? À, chúng ta sẽ dùng mẫu câu rất là quen thuộc. What's the weather like today? Và cách trả lời it's sunny, it's rainy, it's snowy, right? Okay. And what words can you say? Những cái từ ở trong chuyện mà chúng ta có thể nói đó là những từ gì đây? Benny, Vivi, Prickly, Warm, Cloudy, Wet, Dry, Boots, Stop it. Ok, rồi.
Và các bạn có thể nói về trạng thái của bản thân thì chúng ta sẽ nói I'm wet hoặc là I'm not wet, hoặc là chúng ta có thể sử dụng các từ khác ngoài từ wet dùng để mô tả trạng thái của bản thân nhé. Okay, so it's also the end for this lesson. Let's reach out to say goodbye. See you next time.